Tôi khoảng 6 tuổi khi lần đầu gặp thầy. Tôi bắt đầu học các kỹ thuật ninja từ ông ấy, nhưng mà lúc đó vẫn chưa hiểu là để làm gì. Tôi tưởng là chúng tôi chỉ chơi đùa với nhau. Có lúc còn nghĩ ông ấy muốn dạy tôi thành kẻ trộm, vì ông ấy chỉ cho tôi cách đi thật êm, cách đột nhập vào nhà. Khoảng 10 tuổi thì tôi bắt đầu nhận ra là kỹ thuật này liên quan tới ninja. Đến năm 18 tuổi, thầy nói đã dạy hết cho tôi những gì có thể. Và tôi tiếp nối vai trò của ông ấy. Tôi sẽ nhờ ông Kawakami dạy vài đường cơ bản để làm ninja. Đầu tiên là học cách ném phi tiêu. Có một vài cách cầm phi tiêu khác nhau. Mọi người thường hay nghĩ là phi tiêu dùng để ném vào đối thủ của mình. Nhưng trong chiến đấu, có thể dùng nó để đâm hay rạch. Nhưng chỉ dùng như là giải pháp cuối cùng để làm tổn thương đối thủ. Và bây giờ, ông Kawakami sẽ ném phi tiêu cho chúng ta xem. Trông có vẻ khá nguy hiểm, chắc tôi chẳng làm được. Nhưng còn có một loại phi tiêu khác dễ ném hơn nhiều để tôi thử xem. Cái này dễ dùng hơn nhiều. Cô có thể ném như là trò ném tiêu bình thường và ném một chùm vài chiếc giúp cô chắc chắn hạ được kẻ thù. Phi tiêu này có thể tổng thuốc độc để gây ra tổn thương lớn nhất. Tôi sẽ thử kiểu này xem thế nào. Và với những kỹ thuật mới vừa học được, đến lượt tôi trở thành ninja.